ở Galahorn trong trận chiến ở quỹ đạo tầm thấp. Barbatos đã bị phá hủy giáp căng tay trái và ngay sau đó nó được thay thế bằng GRES02 Whitelaw để từ squad. Chà, coi gì mà tập trung dữ chàng. À, tôi đang coi nè, shop tổng hợp là mấy cái form của bác ba. Phải cứng như tôi thì phải sưu tập hết các form chứ. Ghê. Yeah. Đúng không? Bác ba có mấy form? Dễ gì cũng hỏi. Sáu chứ nhiều. Còn có Lobut nè, Lobut Track. Nhìn có MG của tôi đi. Em là form thứ tư đó. Vậy cũng đặt nó là fan cứng. Tụi cá lại có một form ông chưa bao giờ nghe qua luôn. Thôi nha, rảnh rỗi không có gì làm nữa đi dụ ta. Nói có sách, mắt có chứng. Đầu bự, mình to, chứ tiết chìm nổi. Ông lấy đầu của SD cắm vô thân MG đúng không? Biết ngay mà, cái này là phiên bản MG SD Barbatos. Sự kết hợp giữa MG với SD. Nãy tôi đáp, có quay lại, giờ thì cho ông coi nè. Mika! Gundam Barbatos, một trong 72 Gundam Frame được sử dụng trong chiến tranh tai họa. Theo dòng lịch sử thì cỗ máy được CGS tìm thấy trên sa mạc. Lúc này thì Barbatos chỉ được sử dụng như một nguồn năng lượng cho căn cứ CGS vì lò phản ứng Ahab của nó. Mãi cho đến khi Mikazuki và đồng đội bị Galahorn đánh úp thì Barbatos mới có cơ hội được xuất trận. Trải qua nhiều cuộc chiến, bác ba cũng có khá khá cho mình những sự thay đổi nhằm lấy lại được sức mạnh vốn có. Mặc dù ở trạng thái nào thì ác quỷ này cũng thể hiện sức mạnh vượt trội và bản tính thiện chiến của mình. Việc Barbatos được chọn làm bộ kit MG SD thứ hai phần lớn là nhờ vào thiết kế cấu trúc khung xương đặc trưng vô cùng độc đáo của dòng IBO từ các kit như HG, FM hay là MG. Không chỉ dễ dàng lắp ráp nhờ vào việc chỉ đắp giáp lên khung xương mà còn để lộ ra một số thành phần khung tuyệt đẹp sau khi hoàn thành mô hình. Như đã đề cập khi nãy thì khung xương của dòng IBO được lắp ráp theo cái kiểu là đắp giáp lên, nên tất nhiên là bạn có thể tháo rời tất cả các giáp ngoài và để lộ cái phần khung bên trong đẹp như thế này. Việc khung xương riêng lẻ với giáp cũng là một cái điểm tốt, chính là bạn có thể dễ dàng tháo lắp, chỉnh sửa trong trường hợp khớp lỏng hoặc là muốn sơn custom tùy ý. Ở đây thì khung xương dù không có được sơn qua, nhưng mà cái màu nhựa nguyên gốc cũng có cái hiệu ứng kim loại nhám nên tạo một cái cảm giác rất là chắc chắn. Đối với dòng MG SD này thì sẽ không có một cái tỷ lệ cụ thể, nhưng mà mô hình sau khi hoàn thiện thì sẽ cao gần bằng một em HG. Đối với mô hình SD thì đầu luôn luôn là bộ phận được chú ý nhiều nhất, bởi cái thiết kế đầu to, thân nhỏ, dạng chibi, tất cả các chi tiết đều được tái hiện bằng các tác màu khác nhau mà không cần sử dụng decal. Do đó là mô hình rất có chiều sâu và sắc nét. Cặp sừng của MG SD có kích thước lớn nên thậm chí là nó còn được làm chi tiết hơn so với cái phiên bản MG. Ví dụ như các chi tiết lằn rảnh nhiều hơn, tạo một cái cảm giác cứng cáp, mạnh mẽ hơn. Nói bật nhất chính là đôi mắt được tạo thành từ hai lớp bạc khác nhau, gồm một cái lớp bạc màu bạc với các chi tiết camera tròn y hệt như trên anime, điều mà MG hay là HG chắc chắn không thể làm được bởi vì cái kích thước quá nhỏ. Cổ rất dài và chi tiết được gắn vào thân theo cái kiểu khớp chữ C á, nên đầu có thể cử động rất là thoải mái luôn. Hai bên cầu vai nổi bật với cái lớp giáp lớn và đẹp mắt nhờ vào nhiều lằn rảnh tăng cái độ chi tiết. Phần biểu tượng Power sử dụng cái công nghệ Reflection Cut làm tăng khả năng phản sáng, tạo hiệu ứng lấp lánh và tương phản rất bắt mắt. Điều đặc biệt nhất chính là cái giáp vai có thể tách rời và mở rộng ra để khoe cái phần khung bên trong cực xịn.
Cánh tay thì được thiết kế bám sát theo nguyên mẫu. Kể cả các chi tiết của chỏ xanh dương phía sau có cái ống xi lanh cũng được tái hiện rất là đẹp mắt. Nhìn vào cánh tay này rồi thì các bạn có biết được đây là Bác Ba ở form thứ mấy không? Comment bên dưới cho nó shop biết nha. Tay có thể gặp lại rất là sát, và khi gặp vào thì cái gimmick bên dưới cũng sẽ chuyển động theo luôn. Barbatos MG SD thì chỉ đi kèm một cái cặp tay có ngón cử động với cái ngón trỏ và ngón cái cử động độc lập, còn ba ngón còn lại thì liên kết với nhau. Trong lòng bàn tay thì cũng có một cái lỗ khớp nhỏ để bạn có thể gắn trang bị hoặc là vũ khí vào để mà hạn chế cái tình trạng bị lỏng cái khớp ở ngón tay á. Xuống tới thân thì trước ngực cũng có cái biểu tượng power nổi bật tương tự như hai bên vai. Cái phần giáp màu xanh trên ngực cũng được tạo khối rất là đẹp mắt, cứng cáp với đường nét bo cong góc cạnh, tạo một cái cảm giác cao cấp và chân thật hơn. Vị trí thất nhiệt cũng được thêm vào với hai mảnh phát màu vàng nhiều lớp, đặc biệt là cái mảnh giáp phía trên này có thể trượt ra để lộ cái buồng lái, nhưng hơi tiếc là không có Mikazuki bên trong. Còn cái ngực là cả một cái hệ khớp cầu kỳ, giúp cho Bác Ba có thể cúi người xuống tối đa luôn. Backpack có thể xoay chuyển lên xuống cái ống xả ở giữa tương tự như trên anime. Hai bên có thể tách ra như phiên bản MG. Khi tách riêng ra thì có thể xoay chuyển qua lại rất là thoải mái. Và cái chi tiết xi lanh này thì cũng có cái màu kim loại rất là bắt mắt luôn. Chiếc eo đặc trưng kiểu nhỏ gọn cùng hai xi lanh cũng được tái hiện rất là tốt. Khi mà mình nghiêng qua nghiêng lại á, thì nó cũng sẽ thu vào hoặc là nới rộng ra. Vì đặc trưng của SD là thân ngắn nên là cái khớp nối ở giữa eo và hông tương đối dày và to, nên bạn cũng không có phải lo cái tình trạng eo quá mảnh dễ gãy. Mảnh giáp váy trước được tách thành 3 mảng màu riêng biệt và có kích thước rất là lớn. Nếu như lật lên thì bạn sẽ thấy cái phần khung bạc được tạo khối rất là nổi bật. Hai mảnh giáp váy bên thì có thể xoay chuyển qua lại và cũng không hề sử dụng bất cứ cái mảnh đề can tách màu nào, mà hoàn toàn ghép lại từ các bác khác. Phần váy sau dù nằm ở góc khuất nhưng vẫn được đầu tư chi tiết kỹ lưỡng, không thua gì váy trước và váy bên. Dù là SD chân ngắn nhưng mà cái phiên bản MGSD này được phân bố một cái tỷ lệ rất là hợp lý, do đó là Bác Ba sẽ không có bị cái tình trạng là chân ngắn. Phía trên đùi có một cái mảnh bắt nhỏ màu đen nhám để mà che cái trục khớp bên trong. Còn cái mảnh giáp trắng trên đùi thì được vát nhọn, vuông vức và nhiều chi tiết lai rất là hiện đại. Mảnh giáp trước đầu gối là vị trí tạo điểm nhấn ở chân với cái biểu tượng power nổi bật nằm ngay trên các lớp thoát nhiệt màu vàng. Mặt sau giáp thì cũng được chăm chút tỉ mỉ với cái mảnh bắt màu bạc đẹp mắt cùng với các đường lai chi tiết. Do đó khi bâu các dáng khuỵu một bên gối thì cũng không hề làm giảm độ thẩm mỹ của mô hình. Hai bên đầu gối có mảnh giáp nhọn đặc trưng của Barbatos rất là chi tiết, nhưng mà hơi tiếc là bị gắn cố định. Mảnh giáp phía sau tương ứng với bộ đẩy thì có thể xoay lên xoay xuống được như trên anime. Điểm trừ nho nhỏ cho cái vị trí chân chính là cái xi lanh phía sau không có được mang vào cái phiên bản MGSD, nhưng mà cái này cũng dễ hiểu bởi vì cái kích thước nó hơi ngắn và hơi nhỏ nên cũng có phần hạn chế. Bàn chân có kích thước lớn với thiết kế bộ guốc của loài dê, cùng cái mảnh giáp lớn phía trước được khắc lằn rảnh tạo cái hiệu ứng tạo khối rất là chi tiết. Độ cao của gót chân cũng được cắt gọn để mà tăng cái tính ổn định và cái khả năng đứng vững hơn. Trang bị của MGSD Barbatos cực kỳ đầy đủ với smoothbore gun, longsword và cây chùy mace. Longsword có thể sử dụng theo dạng có hoặc là không có giáp trắng. Cái mảnh giáp trắng này thì được tạo hình rất là chi tiết và có kích thước tương đối lớn, cũng như là có nhiều cái khoảng trống để mà bạn có thể dán đề can lên. Còn cái lưỡi kiếm thì cũng sử dụng cái loại nhựa tương tự như là cái khung xương, nên sẽ mang lại một cái cảm giác kim loại cứng cáp. Cái chùy thương hiệu của Barbatos cũng được mang vào với kích thước rất là hoành tráng, gần bằng với phiên bản MG luôn. Dọc trên thân cán thì cũng có những cái lỗ khớp để mà gắn vào tay, hỗ trợ cho cái việc cầm nắm khi mà mình tạo dáng. Một cơ chế đặc biệt chỉ có trên phiên bản MGSD chính là bạn có thể trượt cái phần cán này xuống, và khi này thì các lưỡi chùy sẽ tách ra. Hơi tiếc là cái cơ chế này nó chỉ có hoạt động một chiều, nên là khi mà bạn muốn thu lại á, thì phải thử đẩy cái lưỡi chì vào nha. Cuối cùng chính là 300mm smoothbore gun. Khẩu súng tầm xa này thì được làm rất là chi tiết. Súng thì cũng có thể xoay nòng 180 độ và gập lại gọn gàng khi không sử dụng, y chang như trên anime.
Tất cả các chi tiết như là nòng súng, bán súng và thân súng đều được làm vô cùng tỉ mỉ và bắt mắt. Đặc biệt là cái cán cầm sử dụng một cái trục khớp tròn, do đó là bạn có thể xoay chuyển qua lại phù hợp với vị trí tay. Với chừng này trang bị rồi thì tha hồ mà tạo dáng nha. Oh my god. Đó giờ nghe MGSD có tưởng là lấy đầu con SD cắm vô thân con MG. Ai dè. Ai dè là có một cái mô hình mà có tỷ lệ hoàn hảo như thế này. Đầu to nhưng mà rất là fit với thân, biện độ cũng tốt nữa. Với lại cái chùy nó bự hơn con MG luôn. Ông lấy đâu ra vậy ạ? Thì hôm bữa tôi đi sự kiện mở bán em mày bên ông Bình Tân á. Rồi tôi còn mua thêm con theo cu ách chay nữa nè. Vậy chào mấy bạn trên kênh đi rồi, mình đi ráp con này. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Các bạn cảm thấy như thế nào về Backbone Mini này? Nhớ comment mình dưới cho NSHOP biết nha. Và đừng quên like, share và subscribe cho channel của NSHOP để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì tạm biệt.